Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thanh tra tỉnh sơ kết công tác quý 1 năm 2019 và đón nhận cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh triển khai chương trình công tác quý 2 năm 2019. Xã Tân Quang tổ chức giải tỏa các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh bắt giữ xe ô tô vận chuyển trái phép 136kg cá thể TT. Huyện Phù Cử đẩy mạnh phong trào đọc sách trong nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thanh tra quý 1 năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quý 1 năm 2019, các cơ quan thanh tra của tỉnh đã tích cực triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo đúng trình tự thủ tục. Kết quả thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng, tăng thu nộp với ngân sách cho địa phương. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì, các vụ việc phức tạp, đông người được theo dõi thường xuyên và kịp thời xử lý, công tác phòng chống tham nhũng được duy trì. Nhân dịp này, Thanh tra tỉnh đã vinh dự đón nhận cờ thi đua năm 2018 của Thanh tra Chính phủ và công bố quyết định nghỉ hưu theo chế độ của đồng chí Nguyễn Văn Chín, Chánh Thanh tra tỉnh kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, thời gian tới ngành thanh tra cần làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan khi giải quyết đơn thư công dân, tăng cường đối thoại lắng nghe ý kiến của những đối tượng có đơn và giải quyết một cách căn bản triệt để nhất và không để xảy ra tình trạng đơn thư kéo dài vượt cấp. Kết luận thanh tra cũng cần thực hiện nghiêm túc. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng cũng biểu dương những nỗ lực trong 38 năm công tác của đồng chí Nguyễn Văn Chín, Chánh Thanh tra tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn sau khi về nghỉ hưu theo chế độ, đồng chí Chín tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu của người đảng viên có những đóng góp cho địa phương. Ngày 17 tháng 4, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức họp ban đại diện đánh giá kết quả hoạt động quý 1 và triển khai chương trình công tác quý 2 năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Tính đến hết ngày 31 tháng 3, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách tỉnh đạt trên 2.644 tỷ đồng, tăng trên 126 tỷ đồng so với tháng 12 năm 2018. Tổng dư nợ đạt trên 2.636 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu nguồn vốn ngân sách ủy thác tại địa phương đạt thấp, trong đó có huyện Kim Động, Khoái Châu và Mỹ Hào chưa chuyển nguồn vốn ngân sách năm 2019. Tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu quý 2, Ngân hàng Chính sách phải thực hiện toàn diện kế hoạch, đồng thời đẩy nhanh chương trình nâng hạn mức cho vay người nghèo, tập trung giảm tín dụng đen, tổ chức rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn do dịch tả lợn châu Phi gây ra để có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh đó, cần tăng cường các hoạt động thanh kiểm tra, đặc biệt quan tâm và chấn chỉnh đạo đức của cán bộ, nhân viên, ngành ngân hàng để không xảy ra những sự việc đáng tiếc. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 656 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc công nhận Mỹ Hào trở thành thị xã từ ngày 1 tháng 5 tới, huyện Mỹ Hào đã và đang khẩn trương triển khai nhiều mặt công tác để đáp ứng các điều kiện về nhân sự và cảnh quan đô thị cho một thị xã mới. Huyện đã dành ngân sách gần 20 tỷ đồng, ưu tiên các dự án nhằm phục vụ cải thiện cảnh quan, bổ sung cho công tác nâng cấp cảnh quan đô thị, như dự án lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh và cây hoa trang trí tại đường trục trung tâm, nút giao giữa đường trục trung tâm và đường trục kinh tế Bắc Nam, nâng cấp đường huyện DT387 nối giữa xã Cẩm Xá và xã Dị Sử. Ủy ban Nhân dân huyện có văn bản chỉ đạo đôn đốc các xã, doanh nghiệp triển khai cải tạo cảnh quan môi trường tại cơ quan, doanh nghiệp và địa bàn quản lý, thay đổi biển hiệu tên cơ quan, doanh nghiệp theo địa giới hành chính từ huyện Mỹ Hào thành thị xã Mỹ Hào. Từ sự chỉ đạo này, cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai các phần việc liên quan nhằm đảm bảo sẵn sàng đối với các hoạt động của chính quyền đô thị. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2019, thì xã Phùng Chí Kiên sẽ trở thành một trong 7 phường ở nội thị của thị xã. Từ đó đã tạo ra một cái sự thay đổi căn bản
trong mọi mặt đời sống chính trị của xã, là cái công tác lãnh đạo của Đảng ủy, quản lý điều hành của chính quyền sẽ được chuyển sang quản lý đô thị, thay đổi các con dấu chức danh của từ xã sang phường, còn là các thôn mà sẽ trở thành các cái khu phố, nhà thì có số và đường thì có tên. Chúng tôi đang tập trung làm tốt công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu và để tổ chức thực hiện. Bên cạnh các hoạt động triển khai về xây dựng hạ tầng cơ sở thì huyện Mỹ Hào cũng kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức. Theo đó, Ban Thường vụ huyện ủy đã tổ chức hội nghị, ban hành nghị quyết chỉ đạo các phòng ban triển khai từng phần việc. Từ công tác tổ chức nhân sự, thành lập mới phòng ban đến việc thành lập các tiểu ban tổ chức sự kiện công bố Mỹ Hào trở thành thị xã. Ban Thường vụ huyện ủy đã họp và ra nghị quyết. Thứ nhất, thành lập cái ban tổ chức cái lễ công bố cái nghị quyết mà của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời chúng tôi cũng chỉ đạo Ủy ban nhân huyện kế hoạch rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ, thì cũng có kế hoạch luân chuyển cán bộ giữa khối chính quyền, khối đảng để cho nó phù hợp với điều kiện công tác mới. Trong đó, riêng việc ban hành văn bản hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp xã trở lên phải hoàn tất, con dấu thị xã Mỹ Hào thay cho con dấu huyện phải xong trước ngày 1 tháng 5 năm 2019. Bên cạnh việc hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức, các cơ quan thuộc đảng chính quyền, thì công an thị xã cũng đã được huyện phối hợp cùng công an tỉnh hoàn thành việc sắp xếp nhân sự để đưa công an chính quy về phường trong thời gian tới nhằm đảm bảo các điều kiện của chính quyền đô thị theo quyết định của Quốc hội đã phê duyệt. Tính đến nay, toàn huyện Kim Động có 14 trên 16 xã về đích nông thôn mới, số tiêu chí bình quân là 18,8 tiêu chí một xã. Hiện huyện đang tiếp tục huy động nguồn lực nhằm đưa toàn huyện về đích nông thôn mới trong năm 2019. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Kim Động huy động nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là trên 95 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhân dân tự thực hiện và đóng góp là gần 57 tỷ đồng, vốn đầu tư doanh nghiệp và các cá nhân gần 15 tỷ đồng. Còn lại là ngân sách, huyện đã đầu tư nhiều hạng mục như làm đường giao thông, đầu tư sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống điện và một số hạng mục khác nhằm đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Hiện các xã tiếp tục huy động nguồn vốn từ quỹ đất giãn dân để có nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019. Tiếp tục thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm vừa tổ chức ra quân giải tỏa 13 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Hiện toàn xã Tân Quang có 38 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, chủ yếu là xây nhà xưởng, quán bán hàng. Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch 93A, trước đó xã Tân Quang đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và thông báo tới từng trường hợp vi phạm để các hộ tự giác tháo dỡ nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân. Đồng thời sẽ tổ chức cưỡng chế giải tỏa dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm cố tình không chấp hành quy định. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, một số huyện quá chú trọng vào các nguồn thu từ sử dụng đất. Đây tuy là nguồn thu quan trọng, song về lâu dài vẫn phải coi trọng các nguồn thu khác có tính chất ổn định hơn, đặc biệt là thuế ngoài quốc doanh và các khoản thu khác. Trong năm 2018 và các tháng đầu năm 2019, một số huyện nguồn thu từ tiền thuê đất khá cao. Có những địa phương, việc thu thuế từ đấu giá sử dụng đất chiếm trên dưới 50% tổng số nguồn thu. Việc tích cực đấu giá đất là chủ trương chung của tỉnh để lấy vốn xây dựng hạ tầng cơ sở, đặc biệt là các địa phương đang thiếu vốn để xây dựng nông thôn mới, không trông chờ, ỷ lại vào các nguồn vốn cấp trên. Tuy nhiên, ngành thuế ở các huyện vẫn xác định phải tiếp tục mở rộng các nguồn thu từ thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu lệ phí và thu các ngân sách, cũng như rà soát các khoản mà doanh nghiệp nợ đọng để đôn đốc thu. Coi đây luôn là nguồn thu có tính chất ổn định lâu dài và bền vững trong việc đóng góp cho tỉnh tự chủ thu ngân sách và có một phần đóng góp về trung ương. Ngay trong cái bản thân cán bộ rồi lãnh đạo của cơ quan thuế, là cũng phải xác định trước hết về công tác tư tưởng là phải có quyết tâm. Thứ hai là phải rà soát và khai thác nguồn thu trên địa bàn để làm sao mà đảm bảo được cái thu kịp thời, nắm bắt được cái tình hình của các doanh nghiệp để mình có những cái biện pháp đôn đốc thu.
Tại huyện Mỹ Hào, mặc dù là huyện công nghiệp của tỉnh, song nguồn thu thuế từ đất các năm 2017-2018 vẫn cao. Chính vì vậy, lãnh đạo chi cục thuế huyện xác định phải liên tục rà soát các khoản thu từ thuế ngoài quốc doanh, nhất là các doanh nghiệp mới thành lập. Công ty Hà Dũng là một ví dụ, dù mới thành lập và đi vào hoạt động, mỗi năm chỉ nộp hơn 50 triệu đồng tiền thuế, song cán bộ thuế của huyện vẫn chú trọng tuyên truyền và hỗ trợ doanh nghiệp kê khai các khoản thuế. Vì vậy, lãnh đạo doanh nghiệp luôn xác định việc nộp thuế là nghĩa vụ phải tự giác chấp hành. Những cái năm đầu tư mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng công ty cũng luôn luôn nhận thức rõ cái trách nhiệm của mình với xã hội, với bảo hiểm, đặc biệt là về nghĩa vụ về thuế. Công ty luôn luôn chấp hành rất nhanh chóng để đảm bảo cái nghĩa vụ của công ty cũng như trách nhiệm xã hội. Tự giác luôn luôn kê khai đầy đủ những cái phát sinh về thuế. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng liên tục cải cách thủ tục hành chính, nuôi dưỡng nguồn thu, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp thuận lợi trong việc nộp thuế. Kịp thời biểu dương các doanh nghiệp cá nhân nộp thuế tiêu biểu, đồng thời tăng cường thanh kiểm tra các doanh nghiệp chây ì, nợ đọng cũng như vận động các công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn tỉnh tiến hành kê khai và đóng thuế tại tỉnh để tăng nguồn thu cho tỉnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Tiên Lữ đã tập trung nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, từ đó tạo điều kiện thuận lợi phục vụ người dân doanh nghiệp trên địa bàn. Thực hiện cải cách hành chính, huyện Tiên Lữ đã tập trung vào các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã được đầu tư nâng cấp các trang thiết bị, cơ sở vật chất theo hướng hiện đại và được bố trí ở những vị trí thuận lợi, dễ nhận thấy khi đến giao dịch. Ủy ban nhân dân huyện và các xã cũng chú trọng công tác đào tạo, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử cho cán bộ nhằm đạt hiệu quả giải quyết thủ tục cho người dân. Từ năm 2018 đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận trên phần mềm một cửa điện tử 3.581 hồ sơ, đã giải quyết 3.565 hồ sơ, trong đó 98% hồ sơ được giải quyết trước hạn. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp nhận trên phần mềm 16.843 hồ sơ, giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%. Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý, điều hành và thực hiện thủ tục hành chính. Sở Giáo dục và Đào tạo đã đầu tư hạ tầng cơ sở kỹ thuật, phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin như kết nối mạng LAN, Internet. Nhờ đó, 100% cán bộ công chức Sở Giáo dục và Đào tạo đã sử dụng hộp thư công vụ. Năm 2018, hơn 4.600 văn bản đến, 2.500 văn bản đi dưới dạng điện tử, cung cấp hơn 200 dịch vụ công trực tuyến, góp phần giải quyết thủ tục nhanh, gọn, chính xác. Trong lĩnh vực chuyên môn, tất cả các đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh đã triển khai sử dụng thống nhất đồng bộ các phần mềm ứng dụng như phần mềm quản lý nhân sự, hệ thống sinh hoạt chuyên môn, trường trực tuyến, hệ thống quản lý phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, phần mềm cơ sở dữ liệu ngành, hệ thống ngân hàng câu hỏi, phần mềm thi tập trung trực tuyến cho giáo viên và học sinh, phần mềm soạn bài giảng e-learning. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý giáo dục và thực hiện các thủ tục hành chính. Nhận thấy ý nghĩa của việc đọc sách, huyện Phù Cừ đã có nhiều biện pháp khuyến khích niềm đam mê đọc sách của học sinh ở các nhà trường, đem lại hiệu quả thiết thực. Hiện toàn huyện có 29 trên 29 trường tiểu học và trung học cơ sở đều xây dựng phòng đọc sách. Trường tiểu học Đình Cao là một trong những nơi có phong trào đọc sách được duy trì thường xuyên. Thư viện của nhà trường hiện nay có hơn 6.400 đầu sách được trang trí đẹp mắt để thu hút học sinh vào đọc. Thư viện mở cửa tất cả các ngày trong tuần, sách được sắp xếp theo thứ tự, tìm kiếm dễ dàng. Để nâng cao hơn nữa niềm đam mê đọc sách, năm 2014, trường đã xây dựng mô hình thư viện xanh. Các em học sinh được thoải mái nghiên cứu sách vở trong không gian thiên nhiên, tạo hứng thú và giúp việc đọc sách có hiệu quả hơn. Hiện tại thì trường của tôi không những là chỉ có sách ở trong thư viện của phòng đọc và thư viện xanh, và hiện tại trên các lớp học của chúng tôi đều xây dựng những tủ sách. Nhà trường của tôi là kết hợp với biên đội là đã tổ chức cho học sinh những ngày lễ ngày hội đọc sách, và đặc biệt là đó là những cái tổ chức cho học sinh thi kể chuyện theo sách này, thế rồi thì sáng tác chuyện theo sách. Ở trường trung học cơ sở thị trấn Trần Cao, thư viện của nhà trường ngày nào cũng có rất đông học sinh đến đọc và mượn sách.
hàng năm trường đều trích một phần kinh phí để bổ sung, mua các đầu sách mới và kêu gọi sự ủng hộ sách từ các tập thể và cá nhân. Từ đầu tháng 10 năm 2018, trường phát động xây dựng tủ sách thân thiện ở tất cả các lớp với trên 200 đầu sách. Những học sinh có sách cũ không dùng đến được kêu gọi, quyên góp vào tủ sách chung của nhà trường. Sách thì đem lại cho ta rất là nhiều các kiến thức, mà cái tri thức trong sách thì nó rất là rộng. Đấy. Và cái tri thức đó là không chỉ nằm ở một lĩnh vực, mà rất nhiều lĩnh vực, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Thế rồi qua những cuốn sách đó thì các em còn học tập được rất là nhiều những cái kỹ năng sống. Thế rồi có thể là giúp các em có được những cái hiểu biết xã hội, cái cách ứng nhân xử thế tốt, đẹp. Chính vì cái vai trò ý nghĩa như thế cho nên là nhà trường trung học cơ sở Trần Cao cũng có phát động cái tủ sách của nhà trường giúp các em góp sách. Và lớp 8A chúng tôi cũng là một trong những cái lớp mà xây dựng cái tủ sách nho nhỏ của lớp. Em rất hay mua sách ở thư viện gần nhà. Em hay tìm tòi ở trong thư viện và em có mượn bạn bè và thầy cô. Em muốn nhắn nhủ với mọi người và nhất là các bạn học sinh là hãy yêu sách, yêu quý sách, hãy đọc sách nhiều hơn vì sách giúp chúng ta hoàn thiện những tri thức mà chúng ta còn thiếu. Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 4 năm 2019, tất cả các trường học trên địa bàn huyện Phù Cử đều tổ chức ngày hội đọc sách. Từ đó, các em học sinh được mở rộng kiến thức, rèn luyện đạo đức, vốn sống, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học trong nhà trường. Thông minh, chăm chỉ và ham học hỏi, đó là những nhận xét của các thầy cô giáo bộ môn và các bạn cùng lớp với em Lưu Thị Vi, học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Ân Thi, huyện Ân Thi. Không chỉ là thành viên trong ban chấp hành đoàn trường, nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động thiện nguyện của trường của lớp, mà kết quả học tập của Lưu Thị Vi cũng đáng để nhiều người ngưỡng mộ. Là một trong những số rất ít học sinh của lớp, của trường, học đều tất cả các môn, điểm trung bình của năm lớp 11 vừa qua đạt 9,0. Với ước mơ trở thành bác sĩ đa khoa, nhờ sự cố gắng và nỗ lực, trong đợt thi học sinh giỏi tỉnh vừa qua, Vi đã xuất sắc đạt giải nhất học sinh giỏi môn sinh học, đồng thời cũng là đại diện cho trường được nhận danh hiệu học sinh ba tốt do tỉnh đoàn trao tặng. Trong quá trình học tập 3 năm dưới mái trường, em luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Mặc dù hoàn cảnh gia đình, bố mẹ là thuần nông và xuất phát điểm của em là không phải trường chuyên của huyện. Em học đều tất cả các môn và em là một người hiền lành, chịu thương, chịu khó, sống rất hòa đồng, gần gũi các bạn, cũng là một tấm gương sáng cho các bạn trong tập thể lớp noi theo. Xu hướng trẻ hóa ung thư đại trực tràng hiện đang gây ra nhiều lo ngại. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là do polyp và thói quen ăn uống không khoa học của nhiều người hiện nay. Tại khoa thăm dò chức năng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có ngày các bác sĩ phát hiện 4-5 trường hợp bệnh nhân đến khám bị ung thư đại trực tràng. Theo thống kê, trong năm 2018, đã có khoảng gần 2.500 ca bị polyp đại tràng và số ca đã tiến triển thành ung thư chiếm hơn 16%. Cá biệt, có bệnh nhân mới 5 tuổi đã bị polyp. Từ polyp đại tràng nếu không được điều trị kịp thời thì sẽ dễ dẫn đến ung thư đại trực tràng. Điều đáng nói là số bệnh nhân mắc ung thư đại trực tràng dưới 40 tuổi chiếm tới 15%. Ung thư đại trực tràng thường có các triệu chứng giống với bệnh tiêu hóa thông thường, nên phần lớn bệnh nhân tìm đến bệnh viện đã ở giai đoạn muộn. Theo các bác sĩ khuyến cáo, khi có biểu hiện ban đầu như rối loạn phân, đi ngoài da máu, táo bón hoặc đi ngoài nhiều lần, đau tóc bụng phải đến khám ngay tại các cơ sở y tế. Với tinh thần cả cộng đồng và xã hội quan tâm chăm lo giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam giảm bớt khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực. Từ năm 2018 đến nay, huyện Khoái Châu đã vận động quyên góp được 989 triệu đồng hỗ trợ cho các đối tượng. Toàn huyện đã hỗ trợ giúp đỡ được 958 lượt đối tượng trị giá trên 989 triệu đồng. Khám cấp thuốc miễn phí cho 555 đối tượng trị giá trên 100 triệu đồng. Hỗ trợ quà Tết cho 265 suất quà cho nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam. Tặng quà nhân các ngày lễ cho 135 đối tượng trị giá 715 triệu đồng. Năm 2019, Ban Vận động Quỹ Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam tỉnh giao kế hoạch cho huyện Khoái Châu là 683 triệu đồng, tăng 5% so với năm 2018. Tại hội nghị phát động xây dựng quỹ mới đây, các đơn vị đã đăng ký ủng hộ được 553 triệu đồng. Mới đây, đội chống lậu Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã bắt giữ xe ô tô vận chuyển trái phép 136 kg cá thể TT. Trước đó, ngày 16 tháng 4 năm 2019,
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với đội 2, phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 88A10538 đi qua trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, địa phận xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, có dấu hiệu nghi vấn hoạt động vận chuyển hàng hóa trốn lậu thuế hàng cấm. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên lái xe đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi đến địa phận thành phố Hải Dương. Các đối tượng phát hiện thấy lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phía trước nên đã dừng xe và bỏ chạy. Tiến hành kiểm tra xe ô tô, phát hiện trên xe có 39 cá thể TT và nhiều biển xe giả. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã phối hợp với Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật thuộc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam tiến hành giám định toàn bộ số TT trên. Xác định có tổng trọng lượng 136 kg, có tên gọi là TT Java Manis Japanica, thuộc nhóm IP, danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Ngay sau đó, toàn bộ số TT trên đã được bàn giao cho Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Động vật Hoang dã, Vườn Quốc gia Cúc Phương quản lý và nuôi dưỡng. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đang truy tìm chủ chiếc xe bỏ chạy để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.